đúng là nó mà chín vàng đều nó mới đẹp. Thì đấy bạn đang bảo anh là tầm tháng 10 mà nó lên màu vàng cái thì bắt đầu em mới đưa khách đến để tham quan và mua bưởi trực tiếp tại vườn nhanh. Thì lúc đấy thì bắt đầu có thể là khách ăn thử tạm được rồi. Và màu sắc lúc đấy người ta nhìn thì nó đẹp hơn. Chắc chắn cái màu này mà đến lúc chín vàng là chín vàng là không có đối thủ đâu. Vâng. Mà nó đã xấu mã thì xấu từ bây giờ rồi. Đúng rồi. Xấu từ lúc quả vào nắm tay rồi. Ừ. Nhưng mình, mã này nói cho đúng là mình đây cái mã nó thế này cơ mà. Mã nó quá mình đẹp. Mình không mình cũng so vật trên là nghĩa chú. Đúng là rồi. Có những quả của nó là cái da là bị xám theo kiểu nhiệt độ. Ừ. Đấy. Đây là đấy em bảo anh là cái thời gian mà trước khi ra hoa đậu quả phun sạch nhện với nấm cho em. Đúng rồi. Với lại ra Tết chưa nở hoa phun sạch nhện. Vâng. Với bọ trĩ các thứ thì anh biết đấy, nhìn cái mã nó không bị những cái con chích hút nó làm cho hỏng mất mã quả. Phải nói là đẹp. Cái mã này nói chung cái mã này mà đến lúc chín là đẹp. Đây cái đường này cuối năm làm con bánh xích đi thì quá ngon này. Cuối năm rồi, dịp này đang